Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Công viên Khủng long. Tình hình là cặp đôi khủng long bạo chúa ngày hôm qua sau một khoảng thời gian đã lớn rồi. Thế nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có thuần phục được đâu. Mình phải ráng kiếm một cặp Scarab Gem như vậy thì may ra mình mới có thể thuần phục được khủng long bạo chúa. Tuy nhiên thì giờ thì mình cứ để trong đây thôi. Mình cho ăn đầy đủ thì khủng long cũng khá là thân thiện, không tới mức mà tấn công mình. Không chỉ khủng long bạo chúa lớn mà ở phía bên này, hôm qua mình có nhờ kiểu Gallimimus chăm hộ khủng long đuôi dài á, mà bây giờ coi kìa. Khủng long đuôi dài lớn nhanh kinh khủng luôn. Và cái nơi này gần như là kiểu như quá là chật hẹp so với khủng long đuôi dài luôn ấy. Thôi thì mình sẽ dành ngày hôm nay ra để mình làm một cái nơi ở mới, không chỉ dành riêng cho khủng long đuôi dài đâu, mà cho tất cả các loài khủng long ăn cỏ có thể chung sống với nhau. Chứ một cái chỗ nuôi khởi đầu như vậy mà có mấy cặp khủng long ở thì cũng hơi chật. Và đó là công việc của một tí nữa. Còn bây giờ thì để mình vô nhà mình đi phân tích hóa thạch một xíu đi. Mình đã tích góp được cũng rất là nhiều những cái mẫu xương khủng long nè. Thôi thì bữa nay mình sẽ phân tích hết số mẫu xương này, coi mình sẽ có được bao nhiêu cái DNA mới đây. Trong đây cũng có khá là nhiều loài mới đấy, nhưng mà chắc mình cần phải có thêm một cái hopper, với cả là một cái rương bự một xíu. Sau đấy thì mình sẽ xuống dưới này, rồi setup một cái chỗ để mình cho hóa thạch vào thôi. Mình sẽ mang nguyên cái rương này xuống dưới đi. Đây, mình sẽ mang từng cái rương xuống. Ôi da, hơi nặng nha. Trong đây hơi nhiều đồ nên thành thử ra nó hơi nặng xíu. Rồi, ok, nó đã cho vô cái máy phân tích này rồi. Cái này thì có vẻ nó hơi mất thời gian một xíu đấy. Để tăng tốc độ thì mình sẽ làm thêm một cái phễu nữa. Tiếp tục cho vô. Mình cũng sẽ mang nốt cái rương còn lại xuống dưới này luôn. Rồi, bây giờ công việc của mình chỉ là chờ đợi cho nó phân tích thôi. Đặt thêm một cái rương để có thể chứa thật là nhiều đồ nè. Wow, chưa gì nó đã phân tích được cả đống DNA rồi kìa. Wow, mình sẽ ưu tiên những cái xương trước đi. Ui, what, mình được một cái DNA của Triceratops rồi kìa. Uầy, thích nha. Bữa giờ mình tìm kiếm DNA của cái loài này, cuối cùng thì mình cũng tìm ra rồi. Quả thật là tuyệt vời. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ up liền cái DNA của Triceratops luôn. Sắp tới là mình sẽ đỡ phải ngắm hóa thạch rồi. Mình sẽ ngắm Triceratops bằng da bằng thịt luôn. Quá là đã. Quên, có một số thứ nó không phân tích được thì mình cần phải lấy ra nha. Chỉ mà vẫn còn một cái rương chứa xương khủng long ở trên này này. Cho nó vô đây cho nó phân tích luôn đi. Gom từ đầu tới giờ cũng hơi bị nhiều rồi đấy. Ngoài Triceratops ra thì mình còn có thêm DNA của khủng long cổ dài nè. Nay hên gì ta. Liên tục là những loài khủng long mà mình chưa có hồi sinh luôn. A few moments later. Ngoài ra thì mình cũng có thêm được khá là nhiều cái DNA màu xanh lá cây nè. Mình sẽ thử lấy vài cái ra coi, chẳng hạn như là loài Arthrop Lebra. Cái tên hơi khó đọc nha. Rồi Megaloraptor nè. Diplocaulus thì mình đã hồi sinh rồi. Tiktaalik cũng vậy luôn. Coelacan hả? Đây là một chú cá. Loài này nữa nè. Ok, vậy thì bữa nay mình sẽ hồi sinh thêm vài cái mẫu DNA màu xanh lá cây nữa. Còn dư máy ấp quá trời nè. Mình cứ cho vào thôi. Mình vừa phân tích ra được DNA của voi mammoth kìa. Uầy, có DNA của Dodo nữa chứ. Tính ra bữa nay mình hên lắm luôn. Ra được kha khá cái DNA màu xanh nước biển này, kiểu thuộc kỷ băng hà ấy, thích nha. Bữa nay thì chắc mình sẽ cho Dodo có bạn luôn đi. Hiện tại Dodo của mình đang ở một mình ấy, cũng tội nghiệp lắm. Rồi còn ở trên này thì trứng của Triceratops cũng như là trứng của Brachiosaurus cũng đã được mình up xong rồi. Nào không chen lấn nào. Trời ơi, mình đang up trứng mà mấy nhóc khủng long chen lấn các thứ đẩy cái trứng tít vô góc luôn rồi. Mèn đét đâu. Cái trứng chứ không phải trái banh đâu mà chen lấn. Ủa? Wow. Khủng long
Stegosaurus đã có một lứa con đầu tiên rồi nè. Trời, tin vui đến đến sớm vậy. À, Bachycephalosaurus cũng vậy luôn. Hai tin vui nha. Được việc hết ta. Vậy là hai nhóc khủng long này sắp có bạn mới chơi rồi. Rồi rồi rồi, trứng của khủng long Brachiosaurus sắp nở rồi kìa. Wow wow, hồi hộp quá. Và chuẩn bị bộ đôi khủng long ăn cỏ mới sắp nở ra rồi. Ủa? Brachiosaurus nở trước và kế tiếp là tới Triceratops luôn. Mình sẽ cho hai nhóc này ăn cái đã. Mới nở có vẻ khá là đói luôn kìa. Rồi, và mình đã thuần phục luôn rồi nha. Thích chưa? Hiện tại thì hai nhóc này còn chút xíu à, nên là chắc cần sự bảo vệ từ những cái loài khủng long khác trong khu vực này á. Giờ cứ cho mấy em sống ở trong đấy đi. Mình sẽ trở lại cái phòng nghiên cứu của mình để mình tiếp tục công việc cái đã, trước khi xây cái nơi ở cho mấy em. Coi coi nãy giờ mình áp xong, mình phân tích hết chưa? Ôi. Mình đã thất bại trong việc hồi sinh Dodo ở dưới này rồi. Xu vậy ta. Lại. Hy vọng lần này sẽ không thất bại nữa. Còn dưới này thì nó đã phân tích gần như là toàn bộ số xương khủng long mà mình cho vào rồi. Mình có thêm được 3 cái DNA của Allosaurus luôn. Wow, nhiều giả mang luôn á. Tạm thời cất vô đây. Plesiosaurus cũng vậy. Sarcosuchus cũng cho vô đây. Ồ, còn khủng long đuôi dài thì mình đã hồi sinh rồi nên mình sẽ cất ở dưới. Còn bên đây thì những cái trứng của những cái DNA màu xanh lá cây đã được mình ấp xong hết rồi nè. Wow, quá là nhiều luôn á. Mấy cái loài này giống như là kiểu như là bò sát hay sao á. Bò sát côn trùng rồi ấy, nên mà mình sẽ thử cho vô cái khu vườn chuyên nuôi côn trùng của mình. Coi coi, có thật là như vậy không? Ồ, cái này giống như bò kẹp vậy. Ồ, nhóc này y gan bò kẹp luôn á. Coi thử. Ồ, nhưng mà ăn cá nha. Bò này ăn cá. Trong đây thì mình chỉ toàn là cho mấy cái thực vật vô không à. Vậy chắc mình phải cho thêm một ít cá vô cái máy cho ăn tự động ở khu vực này rồi. Ê! Oh no. Chết tiệt. Rồi mình gặp con Reaper đó. Ash. Đâu ra vậy? Thiệt luôn. Có sao không vậy? Ui may quá. Nổ như vậy mà không... Cái nhóc Meraloraptor này không sao hết. Ui hú hồn chim én thiệt chứ. Thôi mình cho ít thịt vô đây để cho nhóc này ăn trước đi. Rồi ok, tương tự sẽ cho nhóc bên đây ăn luôn. Ồ, mình cũng khá là hên khi mà ấp ra được một cặp vừa đực vừa cái luôn nè. Rồi cho thêm thức ăn vô đây, để có đói thì hai nhóc bò kẹp đó sẽ vô đây để ăn. Tương tự thì mình còn một cái trứng của Atroplebra. Ui cái này nhìn giống con rết thế. Yêu. Mà nhóc rết này thì ăn cỏ nè. Được. Cho ở đây luôn. Côn trùng là mình sẽ cho sống chung hết trong cái lồng kính này. Có gì thì mình sẽ mở rộng ra bên đây thêm một tí nữa cũng ok này. Còn riêng Coelacan thì mình không thể nuôi trong đây được, tại vì phải có nước thì mới nuôi cá được chứ. Nước hả ta? Gần đây còn chỗ nào nước không? Đây, đây có cái hồ bé bé nè. À, có cách. Mình sẽ cho Coelacan sống chung với ốc anh Vũ. Nhưng mà phải coi cái chuỗi thức ăn trước cái đã. À, Coelacan là nuôi để trang trí thôi. Vậy thì được. Đây, mình sẽ bắt Coelacan qua bên kia. Rồi. Nãy giờ thì cũng chào đón khá là nhiều loài mới rồi. Nên là bây giờ mình sẽ đi tìm mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nơi ở rộng hơn cho các loài khủng long thôi. Để coi, lần trước mình đi ngang cái chỗ bên làng á, mình thấy có cái phần đất nó rộng lắm. Hình như nó đâu bên kia kìa. Mình thấy có mỗi chỗ này là nó phẳng một xíu và thuận lợi cho việc xây dựng thôi nè. Cái này thì mình chỉ cần lắp một vài cái hang lại thôi là mình có thể có được một cái mặt bằng có thể nói là tương đối rộng để có thể nuôi khủng long ấy.
Ồ, hay nha. Nó trải dài từ đằng này tới tiếp đằng này luôn nè. Ồ, thôi mình quyết định rồi, mình sẽ chọn khu vực này làm cái nơi ở mới cho khủng long đấy. Nhưng mà trước mắt thì mình cần phải lắp mấy cái hang này lại trước cái đã. Sau khi lắp mấy cái hang lại thì khu vực này có thể nói là khá là đẹp rồi nè. Giờ thì mình sẽ bắt đầu xây cột cho cái nơi ở mới của khủng long. Mình dự tính là sẽ làm khu vực này nó kéo dài từ phía đằng kia, dài qua tới cái cây đó, khoảng khoảng đấy ha. Rồi chiều rộng thì sẽ tới đâu đó phía cái hồ đằng kia. Như vậy thì tha hồ cho khủng long có thể đi dạo trong này. Và mình sẽ trồng thêm nhiều cây thời tiền sử nữa. Nhưng mà xây dựng vào buổi tối không phải là một ý kiến hay đâu. Nên là mình sẽ vô chỗ của nhà khảo cổ học ở khu vực này. Mình ngủ ké một bữa cái đó. Bữa nay đi ngủ ké đi. Oh hello, cho tôi ngủ ké một bữa nha. Ui gật đầu luôn cơ. Wow, người này tốt thiệt chứ. Ok, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Nào tôi xây xong rồi tôi cho anh ra ngoài anh thăm cái công viên khủng long của tôi. Free luôn, tôi tặng vé anh luôn á. Rồi giờ thì anh ở dưới tiếp đi. Vật liệu xây dựng thì mình sẽ dùng cái loại đá mosaic này. Cái trụ đầu tiên thì mình dự tính là nó sẽ cao cỡ 10 ô như vậy. Chiều cao này chắc là cũng ok đấy. Tương lai thì ở đây sẽ nuôi khủng long cổ dài ấy, nên là mình muốn xây cho nó cao cao một tí, nhìn nó sẽ kiên cố hơn. Sau đấy thì mình sẽ đi thêm một cái đường viền ở phía dưới, dài tiếp tới cái cây đằng kia. Cái cây này thì mình chắc sẽ không đốn đâu. Kiểu như mình để cho cái tán lá nó rủ rủ xuống, sau này thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn cho cái khu vực bên ngoài chỗ nuôi khủng long ấy. Rồi và giờ nó dài tới đâu ta? Ok chắc dài tới tới đây thôi. Đấy, đây là điểm kết thúc của cái bức tường và mình sẽ xây cho nó cao lên tiếp tục là ngang bằng so với bên kia. À, trong cái chỗ nuôi khủng long cũng có cái giếng luôn nè. Khá là nhiều thứ hay ho trong khu vực này à nhờ. Mình sẽ không có chỉnh sửa gì đâu, mình sẽ giữ nguyên vì mình thấy cái giếng đó cũng khá là đẹp ấy. Ồ, ở đây nó có cái công trình gì vậy? Yêu, cái ghê. Lắp lại, lắp lại, lắp lại. Ồ, nhưng mà nó có hóa thạch à, vậy thì đào luôn. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Giờ thì lắp nó được rồi đó. Ui, lố, 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 lố. Tí xíu nữa là xây lố mất tiêu rồi. Rồi, xây thêm nốt cây cọp nữa là mình đã xong cái phần phần khung cho nơi ở của khủng long rồi. Và nhìn từ trên cao xuống thì cái chỗ nuôi khủng long mình sẽ rộng như thế này. Wow, tha hồ cho khủng long có thể đi tới đi lui nha. Mà như vậy thì nhìn có vẻ khá là đơn sơ. Thế nên là mình sẽ làm thêm những cái cây cột nữa. Nhưng mà để mình xác định đâu là cái cổng trước đi. Mình độ chừng cái cổng nó sẽ nằm ngay đây đi. Ngay chính giữa. Có bé quá không ta? À, nhìn nó kiểu bị cái cổng nó bị bé ấy. Ui, ui, nữa 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 cái gì đây? Trời, lại là mi creeper. Sao cái con này nó cứ rình rình đi theo nó quậy mình hoài ta? Và để cho cái bức tường nó trông kiên cố hơn thì mình sẽ xây thêm những cái trụ nữa. Cứ cách 5 ô thì mình sẽ xây một cái trụ cao lên giống như vậy. Rồi ngắm lại coi coi có ổn áp chưa. Đấy, nó sẽ kiểu trông như thế này nè. Bây giờ thì chưa có gắn hàng rào vô nên nhìn nó khá là buồn cười. Thế nên là mình sẽ tranh thủ mình hoàn thành nốt những cái trụ này đi. Rồi mình sẽ chuẩn bị hàng rào và gắn vào. Thì trông nó sẽ đẹp hơn và cũng như là hoàn thiện hơn. Ồ, giờ phát sinh vấn đề rồi. Nếu như mình dùng hàng rào sắt thì mình phải có một số lượng sắt có thể nói là rất 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 là nhiều luôn. Thì mới đủ để xây hết cái bức tường này. Thế nên là bây giờ chắc mình phải có một chuyến đi mai để kiếm thêm sắt rồi. Phải đầu tư thôi chứ biết sao giờ. Ồ, gần làng có một cái hang luôn nè. Ê, còn có sắt nữa. Thơm. Vừa kiếm thêm sắt với cả là kiếm thêm hóa thạch luôn. Hợp lý ta, một công đôi chuyện. Ở đây có nữa nè. Ripper. Trời ơi, xuống hang cũng không yên với mấy con này nữa. Ồ, cái hang này có vẻ nhiều sắt ghê luôn á. Thích thiệt chứ. Đây nữa nè. Mà tiếc quá, cái dòng tự động nung này nó không ghép được với gia tài. Phải ghép được hai dòng này thì chắc mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi tìm sắt của mình hơn ấy. Nhưng mà không sao, thì cần cù bù gia tài thôi chứ biết sao giờ. Đây nữa nè. Oh, ở đây còn có quặng amethyst nữa. Quặng này còn có thể làm được cúp đồ nữa này, nhìn có vẻ xịn ghê luôn. Thôi chắc mình sẽ giữ trước đi.
Ở đây còn có xe mỏ nữa. Còn cái chậu này cẩn thận nha. Cái gì? Cái chậu này cho mình kim cương à? Wow, thích vậy. Cái gì đây? Hú hồn. Chơi mà làm người ta giật mình. Nhìn cái gì? Này thì nhìn điểu người ta. Ừ, có sắt thì mình lượm luôn. Wow, nhưng mà ở đây tự nhiên sao lại có hắc diệm thạch các thứ luôn nè. Ui, có bơm bên trong. Ghê thiệt chứ. Có đồ nha, ở đây có đồ. Mình đạp trái bơm rồi nên cũng khá là thoải mái. Để xem coi nó cho mình đồ gì nào. Sách. À, chủ yếu là những quyển sách thôi. Kiểu bữa nay đã lỡ cất công đi cày sắt rồi, nên là mình sẽ đặt mục tiêu nó nhiều một xíu. Mình ước chừng số sắt này là cỡ 9 stack ấy. Với cái tốc độ tìm sắt hiện tại của mình thì chắc 9 stack cũng không quá là lâu đâu. Cố lên. Để xem công trình này là... là công trình có 2 khối sắt free. Ý. Xin luôn. Rồi, mình gần đạt chỉ tiêu rồi. Cỡ 2 stack nữa thôi. Thế nhưng mà gần đây mình lại nghe tiếng của tên... Giám hộ. Hắn trong đây. 3-4 tên luôn hả? Ui, đông vậy. No. Mình bị úp sọt. Chết tiệt. Wow, trong đây có lòng spawn của bọn chúng này. Đập liền. Để coi rương bọn chúng sẽ cho mình cái gì. À, cũng cho đồ nữa nè. Một cái gương phép thuật để mình có thể kiểu dịch chuyển về cái điểm hồi sinh của mình. Lượm cái này xài tốt nè. Bên này thì có cái ủng chân lạnh thôi. Nói chung cũng không quá tốt. Thôi mình sẽ đào nốt chỗ sắt này, chắc mình đi về được rồi đó. Dù sao thì mình cũng gần đạt chỉ tiêu rồi. Về nhà thì mình sẽ làm thêm một cái gậy xây dựng nữa. Để một xíu mình xây cho nó nhanh hơn. Rồi số sắt thì mình sẽ chế tạo thành những cái hàng rào hết như vậy. Thấy vậy thôi chứ cũng nhiều khi còn thiếu á. Sau đó thì ngủ một giấc. Để sáng thức dậy qua bên cái công trường để chúng ta tiếp tục xây dựng nha. Đây, mình sẽ xây trước vài cái hàng rào coi có đẹp hay không. Loại đá này với cái hàng rào thì nó chưa có nổi bật cho lắm ấy nhờ. Vậy là một xíu ở phía trên á, thì mình phải trang trí sao cho nó làm nổi bật lên cái bức tường ấy. Giờ thì kiểu nó bị tệp màu nhau quá. Nhưng mà nói chung thì lựa chọn này cũng khá là đẹp. Ok, quyết định vậy đi. Giờ thì mình sẽ lắp hết hàng rào vào những cái bức tường này. Vậy là mình đã xong được một mặt rồi. Nhìn hơi bị kiên cố luôn á nha. Tương tự thì mình sẽ xây nhanh ba cái mặt còn lại để mình còn dắt khủng long vào đây ở nữa chứ. Mình nghĩ mấy nhóc khủng long sẽ rất là thích cái nơi ở mới này cho xem. Cất công đào sắt tính ra cũng không uổng phí ấy. Nhìn cái nơi này kiểu như nó bị kiên cố thật sự luôn. Giờ thì chắc mình sẽ tới công đoạn cuối cùng, đó chính là trang trí cho bức tường này bằng những cái đèn đầu lâu nha. Cái loại đèn mà mình gắn ở dưới đáy hồ nuôi Megalodon nè. Đèn đó mình sẽ gắn ở những cái cột giống như vậy. Rồi phía bên hông thì mình sẽ gắn vào những cái lá. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải kiểm tra coi mình còn đủ không cái đã. Ồ, may quá. Mình còn tới vài stack lận. Như vậy thì chắc là đủ rồi. Thành quả sau một buổi làm việc thì mình thấy cũng khá là ok rồi. Bây giờ thì dắt khủng long qua đây và ở thôi. Nhưng mà bây giờ thì chắc mình sẽ cần một số lượng lớn những cái lasso. Ui da. Hết kinh nghiệm luôn rồi, chế tạo lasso tốn kinh nghiệm quá. Ui, có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu đi. Đi thôi. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Những nhóc khủng long của mình sẽ có được một cái nơi ở mới nó rộng rãi hơn. Wow, như vậy thì cái nơi này sẽ trống vắng lắm đây. Đánh đổi thôi. Để tới một nơi ở mới nó tốt hơn. Ok. Ồ, khoan, từ từ. Hình như nãy mình lắp còn sót hay sao, ở đây nó có nguyên một cái hố nè. À, sỏi nó sụp xuống dưới, hèn gì. May mà mình phát hiện không thôi, khủng long đi lọt xuống đây là hơi bị nguy hiểm ấy. Để một xíu mình thả khủng long rồi mình dò lại thêm một lượt nữa, coi có cái hố tử thần nào khác không. Rồi, bây giờ thì thả khủng long vào thôi. Đây, Sterosaurus nè. Rồi tới Parasaurolophus nè. Ankylosaurus. Ngại. Ui, nhóc Triceratops có chút xíu à. Nhìn, lộn. Ở đây còn một nhóc Sterosaurus baby nữa nè.
tí nữa thì mình bỏ sót rồi. Ok, để mình kiểm tra lại thêm một lần nữa. Rồi, ở đây đã không còn bất kỳ một nhóc khủng long nào luôn. Chắc mình phải làm riết cái cửa gắn vào thôi. Không thôi khủng long con sẽ chạy đi mất đấy. Rồi, thả nốt mấy cái nhóc còn lại vào trong này. Rồi, thoải mái mà đi tới đi lui đi nha. Gì mới đúng nè. Nhưng mà với một cái không gian rộng như vậy thì mình phải đặt nhiều hơn số lượng cái máy cho ăn mới được. Kẻo khủng long sẽ không có đủ lương thực và sẽ rất dễ bị đói đấy. Mấy cái máy cũ nó còn quá trời thức ăn nè. Mình sẽ tận dụng luôn. Để tiết kiệm được một mớ lúa mì của mình. Mình sẽ bố trí cho nó ở gần gần trung tâm ấy. Để những khủng long có thể bắt gặp và lại ăn giống như vừa rồi cả. À, ở đây thêm một cái máy nữa. Lại ăn đi. Ui, lại đẻ. Ồ, tới nơi ở mới có vẻ rộng rãi các thứ nên mấy nhóc khủng long rất là chăm chỉ sinh con đẻ cái kìa. Được quá ta. Trời ơi, đẻ nhiều quá là mai mốt mình phải mở rộng thêm ấy. Đẻ vừa vừa thôi nha. Ok. Cái máy cuối cùng mình sẽ đặt ở góc này. Ê, hình như mình thiếu một loại khủng long. Đó chính là khủng long đuôi dài. Ồ, tí nữa thì mình quên mất rồi. Không cần phải ở ké Galimimus nữa. Ôi 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 ôi. Ôi cái tên kia, đừng có phá hoại. Thì cái tình. Sao bữa nào ngươi cũng quậy hết vậy? Quậy quậy nhưng mà buổi tối ở đây căng lắm nha. Mình chưa có thắp đuốc. Quái nó xuất hiện quá trời kìa. Thôi 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 thôi. Mình đi về nhà mình ngủ một cái, sẵn tiện chế tạo thêm đuốc rồi mang qua đây thắp lên mới được. Chứ không thôi ở đây mình vừa nuôi khủng long mà vừa nuôi thêm quái vật là không ổn đâu. The next day. Cắm đuốc sơ sơ như vậy chắc là đủ để buổi tối hạn chế quái xuất hiện rồi. Cắm ngay chỗ này luôn. Xong bước cuối cùng của mình là gắn cái cửa vào thôi. Bữa nay thì cửa hơi bé một xíu nhưng mà nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Xong phim. Và cái môi trường này rộng rãi. Thế nên là mình muốn trồng những cái cây cho nó thật là bự luôn. Và những cái cây thời tiền sử là lựa chọn kiểu như là thích hợp nhất cho khu vực này rồi. Giờ thì về nhà và ươm mầm vài cái cây thời tiền sử nào. Ồ, nhưng mà mình không biết là ví dụ mình chặt cái cây này thì nó có rơi ra cái mầm cây cho mình không ta? Mình chưa thử ấy. Đâu, để mình thử chặt coi. Chặt cái nhánh bên đây. Wow, mình chỉ cần chặt một cây thôi là nó rơi ra cả đống mầm cây này. Ý? Vậy thì mình không cần phải vô cái phòng nghiên cứu của mình để ươm mầm chi cho mệt hết. Mình chỉ cần ươm một cái giống cây thôi là mình có thể nhân giống thoải mái rồi. Tương tự với cái cây này coi. Coi coi có được hay không. Mình chặt nó cái. Wow, nó ra cả đống mầm cây luôn. Yeah. Rồi, thêm cái cây bên này nữa. Giờ thì vào trong và trồng những cái mầm cây này thôi. Quá trời nhiều luôn. Mấy cái cây này nhìn giống cây dừa nè nên mình sẽ trồng cặp mé cái hồ này. Thì chắc sẽ đẹp hơn đó. Rồi bón bột xương cho nó. Beautiful. Đây nữa nè. Đây thêm cây nữa. Ở trung tâm thì mình sẽ trồng những cái cây nó có cái thân đồ sộ hơn. Sẽ trồng xuống thở coi. Trồng 4 cây luôn, coi coi nó có mọc kế nhau không. Ui nó mất luôn cái mầm cây à. What the heck. không nên trồng kiểu vậy nha, mất cái mầm cây đấy. Đây thêm cây nữa. Wow, cái cây này thân bự ghê á. Mình thích nó. Rồi, ui sao cây này lùm tịt vậy. Đây thêm một cái nữa đi, một cây nữa đi, 4 cây luôn. Rồi, xong. Hướng bên này thì mình sẽ trồng những cái cây Calamite. Đó. Cái này trồng cũng khá là đẹp ấy. Trồng nguyên một hàng luôn. Rồi. Đỡ trống hơn rồi đó. Wow. Giờ thì cái chỗ của nuôi khủng long quá trời. Kiểu như cây thời tiền sử nè, nhìn thích thiệt sự ấy. Mình còn bột xương ấy nên là mình cứ tranh thủ mình trồng thêm thôi. Còn những cái mầm cây khác thì mình cứ đặt xuống đi, từ từ thì nó cũng sẽ lớn dần thôi. Vô, bây giờ thì cái chỗ nuôi khủng long kìa.
giống như cái thời tiền sử kia luôn, toàn là mấy cái cây cao to như vậy thôi. Và bây giờ thì đã tới lúc để mình đưa cái người dân làng đã cho mình ngủ ké ra ngoài rồi. Wow, chắc người dân làng này sẽ rất là bất ngờ đây. Ben ở đây chơi thì chơi nha, chứ đừng có động chạm vô khủng long. Khủng long mà nóng lên là cho Ben vô bụng á. Ok. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ để cho mấy nhóc khủng long ở trong đây và từ từ phát triển lên thôi. Thức ăn thì mình cũng đã cho vào hết những cái máy cho ăn tự động rồi. Và mình cũng sẽ thường xuyên qua đây thăm mấy nhóc khủng long để coi tình trạng sức khỏe nè, cũng như là khả năng phát triển của khủng long tới đâu ha. Bây giờ thì chắc mình về nhà và tiếp tục cái công việc trong ngày hôm nay được rồi đó. À, mà quên, mình có một ít cái lọ thuốc tăng trưởng nè. Để mình vô đây mình đưa cho Triceratops với cả là khủng long cổ dài ăn mới được. Đâu rồi ta? Ui, cho trong đây còn có spawner của con nhện nữa. Ui, đập. Nguy hiểm vậy. À đây, khủng long cổ dài đây. Ấy, chết rồi, mình lỡ đánh trúng khủng long. Ui, no. Nè, ăn thuốc đi. Mình sẽ cho khủng long cổ dài ăn một ít thuốc. Hiểu giờ, cổ đã dài hơn rồi kìa. Cái này là mới ăn xương thôi mà đã bự như vậy rồi. Rồi, Triceratops đâu? Mình cũng muốn cho Triceratops ăn nữa. À đây. Em chạy tít lên đây chứ. Rồi, ăn miếng đi. Wow, Triceratops lớn lên đã đổi màu luôn rồi kìa. Coi kìa, coi cái cặp sừng kìa. Mình thích cặp sừng của em này ghê luôn ấy. Nhìn rất là ngầu nhá. Wow, cho ăn thêm nốt cái nữa nè. Số dư còn lại thì mình sẽ cho Brachiosaurus ăn đi. Kiểu dùng thuốc tăng trưởng thì sẽ rất là dễ bị đói ấy, nên là mình phải cho ăn thêm. Bây giờ thì mấy nhóc khủng long đã ngon giấc trong cái nơi ở mới rồi. Chắc mình cũng về nhà và ngủ một giấc thôi. Ủa? Ơ khoan. Trước khi về thì... Thì tại sao... Cái em này lại chạy ra ngoài vậy? Ủa? Ồ, lạ thiệt. Hình như nãy mình quên đóng cửa hay sao á. Khủng long chạy ra ngoài luôn. Quay một xíu mình phải cẩn thận hơn. Kẹo... Khủng long lại chạy ra ngoài lạc mất ấy. Buổi sáng thì mình sẽ kiểm tra coi. Ui. Cái gì đây? Cái gì vậy thằng lằn gì hả? Vô trong giùm cái. coi mấy nhóc bò kẹp đâu rồi ta? Ồ, nhóc rết này thì ok nè. Còn bò kẹp thì vẫn ok luôn. Mấy em sống khỏe trong đây là được rồi. Tính ra mấy cái loài mà mình cho sống chung trong cái lồng kính này á, khá là thân thiện với nhau luôn. Kiểu không hề có một chút tác động vật lý gì lên nhau ấy, nên cũng an tâm được một phần. Còn công việc tiếp theo của mình thì chắc là sẽ đi tìm những cái Scarab Gem để mình có thể... Ủa? Oh, what? À, khủng long bảo chúa con. Ui, đẻ rồi sao? Nhanh vậy. Mỗi sáng sớm chào đón một tin vui luôn. Ui nè, bình tĩnh. Vô tôi cho con có mấy người ăn chứ tôi đâu có ăn hiếp con mấy người đâu. Trời ơi, nhè răng ra định cắn mình hay sao á, nguy hiểm thiệt chứ. Nhưng trước khi đi tìm Scarab Gem thì để mình lấy cái trứng của Dodo ra cái đã. Đây, trứng của Dodo cũng như là trứng của Titanis. Hôm bữa mình up mình quên lấy ra luôn chứ. Mình sẽ đem hai cái trứng này ra ngoài luôn. Dodo đâu rồi ta? Đây. Em vẫn ngồi trong này. Rồi, giờ thì cho bạn mới ra đây nhá. Có đói không? Ủa sao không ăn ta? Sao được? Rồi, giờ mới ăn nè. Rồi. Và đây là Dodo cái. Bên đây là Dodo đực. Ơ? Vậy thì tốt luôn, sắp tới nhiều khi mình lại có nguyên một cái đàn Dodo trong cái chỗ này đấy. Mình tin chắc là như vậy. Màu lớn rồi, sinh con đẻ cái nha. Ồ, còn bên này thì Titanis mình cũng sẽ cho ra ngoài luôn. Rồi, mau ăn chấm lớn nha. Đó, các bạn thấy đi, Titanis và Kelenken ấy, cái ngoại hình na ná nhau à, khác màu thôi. Với lại kích thước thì cũng có một xíu chênh lệch. Ủa? Ừ, quay quách. Ủa, đó là thằng lằn bay của mình mà. Ôi, đi đâu vậy?
tôi xong rồi, hình như thằng lằn bay thấy cái lỗ hở cái là bay ra ngoài rồi. Đứng lại. Đi đâu vậy? Trời ơi. Đứng lại. Chạy hả? Ai cho chạy? Chạy sao mà lại bay sao mà lại phượng hoàng của mình? Bắt lại. Bay nhanh quá. Thằng lằn bay quá nhanh luôn. Đứng lại. Trời ơi, vượt ngục nữa. Cố lên phượng hoàng. Ui, phượng hoàng bay mất tốc độ mà không lại thằng lằn bay này. Đứng lại nào. Trời đất ơi, bay gì mà nhanh như vậy. Đứng lại, chạy đi đâu. Thiệt cái tình luôn á. Còn quay lại leo leo mình nữa cơ. Được lắm, được lắm. Ừ, lạng lách đi. Ừ, mình sắp đuổi theo kịp rồi. Này thì lạng lách leo leo mình hả. Trời đất, bữa nay thằng lằn bay đủ lông đủ cánh cái là bỏ trốn liền. Hư quá nha. Sẵn tiện mày bay ngang chỗ của Spinosaurus, mình ghé coi coi có lứa con đầu tiên chưa. À, ok, có vẻ là chưa có lứa con đầu tiên á. Đây, giờ thì trả thằng lằn bay vào đúng vị trí cũ nè. Cái lỗ nào ta? À, chắc là bay theo cái lỗ này hay sao nè. Trời đất ơi, có đói không? Đâu có đói lắm đâu, mình cho ăn đầy đủ mà. Sao lại bỏ lòng đi không biết nữa. Kỳ quá à. À, voi muốn chơi chơi đá banh à. Đây, anh lấy cho banh cho chơi nè. Rồi, ở đây chơi đá banh đi nha. Tự nhiên bỏ trốn gì không biết nữa. Còn ở bên này thì hai nhóc Therizinosaurus có vẻ là vẫn rất là khó tính này. Tâm trạng không lúc nào kiểu vui hoàn toàn đó. Ồ, có vẻ đây là loài khủng long mà mình nghĩ khó để thuần phục nhất luôn ấy. Chắc mình phải kiên nhẫn thêm với cái loài khủng long đó mới được. Còn bên này thì Rhyosaurus rất là chăm chỉ đẻ sinh con đẻ cái này. Bây giờ số lượng đã tăng lên thành hai cặp đôi rồi. Quá đã luôn nha. Đang chuẩn bị đi đào Scarab Gem thì mình phát hiện có một cái món đồ tên là Tetherid Lock. Cái này thì nó là một cái đồ chơi có thể đặt gần những cái sinh vật thời tiền sử và giúp mấy em giải trí. Ồ, đây là thứ mà mình đang cần để kiểu như dễ dàng thuần phục Therizinosaurus hơn. Mình sẽ lấy một khúc gỗ với cả một ít chỉ ra và làm thôi. Đây, đặt xuống coi. Ồ, cái này không đặt xuống được. Hay là mình phải dùng lên khủng long luôn nhờ. Thử nào. À, cái này phải treo lên. Ồ, phải treo lên như vậy nè. Ra là vậy, đây mình sẽ đặt thử ở đây đi. Chơi chơi đi cưng, chơi đi cưng. Ui, khủng long mổ vô nó kìa. À, cái này giống như là để tập luyện khả năng chiến đấu vậy. Khủng long sẽ mổ mổ, đánh đá đá vô cái đó. Vậy ha. Kìa. Ken lên Ken mới mổ vô kìa. Hợp lý đó ta. Để mình đem cái này qua bên bển cho Therizinosaurus chơi mới được. Như vậy. Đó, ui, đánh vô cái khúc gỗ nó lắc lư kìa. Ghê thiệt. Trời ơi, cái tay to này mà đánh vô mình một phát thì thôi, có nước là sắp mặt luôn ấy. Wow, rèn luyện cơ bắp cho khủng long luôn. Rèn luyện cơ bắp xong rồi có đói chưa? Chơi đi rồi đói rồi anh thuần phục nè. Có đói chưa vậy? À, nhóc này hơi đói nè, thuần phục thử coi. No tiếp thì chưa thuần phục được nữa. Trời đất ơi, mấy nhóc này toàn bịp mình để được mình đút ăn free thôi chứ không có chịu thuần phục gì hết. Mà cái này thì chỉ có mỗi khủng long chơi được à, mình không có chơi ké được. Ủa tiếc ấy nhờ. Thôi kệ, tạo sân chơi cho khủng long tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đâu. Đó bây giờ kìa, mặt vui chưa kìa. Hết đánh mình rồi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mặc dù mình chưa có tìm thêm Scarab Gem để có thể thuần phục khủng long bạo chúa, thế nhưng mà ít ra mình cũng có một cái chỗ để nuôi khủng long mới rồi. Khu vực này thì có cái nét kiểu hoang sơ thời tiền sử bởi rất là nhiều cây trồng thời tiền sử nè. Và những loài khủng long to lớn nữa chứ. Hy vọng là sắp tới mấy nhóc này sẽ sinh con đẻ cái trong này và làm cho khu vực này nó đông đúc nhộn nhịp hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thiện hơn cái công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.